đề xuất nhượng lãnh thổ đổi tài sản để đảm bảo. Nga tuyên bố không bao giờ nhường lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đổi lại lấy các tài sản bị đồng bằng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Tôi không biết ai đã nói gì, nhưng tài sản có thể được trao đổi để lấy lãnh thổ. Đất đai quê hương của chúng tôi không phải để buôn bán." Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố hôm 28 tháng 4. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng mọi tài sản của nước Nga phải được bảo toàn nguyên vẹn, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành vi đánh cắp nào của phương Tây sẽ bị đáp trả quyết liệt. Nhiều người ở phương Tây đã hiểu điều này, nhưng thật đáng tiếc là không phải ai cũng hiểu. Bà Zakharova cho biết thêm, tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi một bài báo của Wall Street cho biết Đức đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Berlin đã phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để hỗ trợ cho các nhu cầu kinh tế và quân sự của Nga. Theo tờ Wall Journal, một trong những lập luận của các quan chức Đức đưa ra là sử dụng số tài sản này của Nga làm đòn bẩy trong bất kỳ cuộc đàm phán nào để chấm dứt chiến tranh. Quân xét cho biết chiến lược này được cho là buộc Moscow phải nhường lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev bị tuyên bố chủ quyền. Liên minh châu Âu EU và các khối quốc gia G7 khác đã phong tỏa khoảng 300 tỷ dự án USD của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine vào năm 2022. Đầu tháng 4, Mỹ đã thông qua dự luật cho phép Washington tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và chuyển số tiền thu được cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ chỉ nắm giữ khoảng 6 tỷ USD trong tổng số tiền. Theo tờ Wall Street cho Washington, từ lâu đã thúc đẩy các đồng minh tịch thu tài sản của Nga, nhưng động thái này đã vấp phải sự phản ứng từ một số đồng minh, đặc biệt là Đức. Tuy nhiên, tờ Wall cho rằng đề xuất sử dụng tài sản của Nga như một quân bài cả trong cuộc đàm phán trong tương lai